Này nè chú ơi, Dạ, sao cô? mình thì lớn tuổi rồi, con mình nó còn nhỏ quá rồi, không biết mình đi trước hay nó đi trước nữa. Dạ. Ví dụ như mình đi trước cái nó không ai Này, nuôi cô quá thiền khổ. ngô, trời cô mày. Ở tôi nhớ vậy mà tôi Trời tội ơi, nghiệp tội nghiệp con. cô. Đã chồng không thương rồi mà còn nhiều lần quánh nữa cô. Tôi Trời nói chú, cô. tại cảnh của mình á, Dạ. tại mình thiếu nợ người ta, mình sống với người ta nhiều vậy Dạ. đó, mình nợ chi hết nợ mình đi. Bây giờ lỡ mà mình không có phước á, mình sanh ra được đứa con nó bệnh tật như vậy thì mình cũng chán nuôi. Chứ biết làm sao bây giờ. Tội Mà nghiệp cô quá cả nhà. tôi nói mà tôi mà có mà đi trước nó rồi nó không biết làm sao. Dạ. Bà cô ở vòng ở xóm đồ đó cô có anh em gì không cô? Tôi anh em tôi chết hết trơn chú ơi, cha mẹ chết hết trơn rồi, giờ tôi còn mình nên tôi sống ở đó là sống với người dân không đó, có dòng họ hết chứ, Cô là kêu bằng mà sống một mình đó. sống một mình đó. Sống là nhờ xóm giềng thương cho gạo ăn đó, chứ còn không có anh em chẳng chết hết trơn rồi. Cha mẹ cũng mất, dù anh chị cũng mất, chị mới mất có nửa năm mà tới ông anh ông mất nữa rồi, rồi có ba chị em đi hết hai người rồi, Rồi còn mình nên cô mình nên cô còn cô mình nên còn cô mình nên với thằng này à. mà cô cái nỗi lo nhất là cô suy nghĩ một mà mai cô ngủ rồi cô mất rồi đứa nhỏ này không ai nuôi hả Không biết cô? là sao nữa, tuổi Ôi chết rồi không biết trời. ai nuôi nó. Ừ, tội nghiệp Phải còn cô. ba nó thì cũng được hả cô? Mà tôi nói cháu em con vậy nè, phải mà nó lành mạnh gì đâu, Dạ. lắm lúc nó còn bị giật nữa đó, Trời ơi. nó giật nữa đó. Rồi ví dụ như ban đêm ban hôm á mình ngủ á, lạnh lẽo mình đắp cho con, ví dụ mình đưa vô nhà dưỡng lão rồi ai người ta đâu có biết nuôi con đâu à, Cô. ví dụ người ta cho ăn thì ta giờ cho ăn, tới giờ uống nước cho uống nước, rồi người ta đi chứ ai đó ở đó với con mình nữa, nó giật rồi đâu có tiếp nó được đâu. Cô sợ cô nữa cô mắc trước em hả cô? Thì tôi lớn tuổi rồi chú, tôi sợ tôi mắc trước nó. Trời ơi. Đứa bé ra đó là ổng cứ Bỏ lộn giờ, bỏ luôn, bỏ luôn tới không có giờ, nuôi luôn. bỏ luôn tới giờ đó, rồi cái bắt đầu mới đuổi bà, không cho bà ở trước cửa Trời luôn, ơi cũng trời. cắt cái nhà bên 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 ổng, cũng cắt cái nhà nhỏ chăng chút cửa Dạ, y gan dạ. vậy đó, rồi tới sau là đó là cũng đuổi ổng không cho ở. Ở mới về bên đó, về bên đó là nhà của Quay chị qua nó ruột, luôn mà chị rồi. ruột á là chết rồi, còn là Dạ. bà ở đó với cháu. Em nghe cô nói là từ hồi sanh ra đó. À, đứa bé đó cấp chưa có sanh đứa bé và bệnh tật đó, thì bình thường mà Bình thường không có gì không trơn á, hai chắc chồng là có ổng cự ham. lộn, không có Ờ cự đúng lộn rồi, mà sanh nhưng ra mà là bà mừng, ổng mừng dữ luôn. sanh ra mà Ổng biết mừng nhưng dữ luôn, tại vì ổng có vợ trước là cũng con gái, sau lại ưng bà này là cũng sanh nướng gái, sau lại mới có thằng cha là mừng dữ dằn lắm. mà Mà nhưng mà sanh ra biết rồi biết rồi, nhỏ cỡ gần tát nó nôi lặng rồi biết vậy đó rồi mới biết nó mới bị bẩm sinh, chứ chắc mới sanh ra là đâu ha. có bị bẩm sinh. Thằng này là nó 20 tuổi rồi đó, mà nhìn thấy đi qua lại nhìn thấy Rồi xót luôn xong xong mà biết biết như vậy rồi đó bắt đầu ổng kiếm chuyện biết mà con bị bệnh như vậy đó là dứt bỏ luôn hả cô chị trời ơi trời bỏ luôn, tại vì nhà cô chồng tôi ở gần bên đó, rồi ổng tôi đi qua chơi hoài à. dưới dưới em nghe là cô đó nói là trong khi đó đó biết con như vậy đó có nhiều sao 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 ho mà thôi cô có thể chia sẻ cái hoàn cảnh cho con và mọi người được biết rõ hơn không cô? thì tôi nói với chú á, vợ Dạ. chồng sống mà con cái nó bệnh hoạn mình mần tiếp ổng không được, rồi ổng cũng bứt rứt khó khăn,
Rồi thành ra ông đánh đập tôi rồi tôi cũng gắng chịu mà tôi cuối cùng chịu hết nổi rồi thôi. Là ổng quánh cô hả? Dạ. Cô cho con hỏi nè, thì trong khi mà sanh cái bé này ra nè, là bẩm sinh hay là mới bệnh đây cô? Bẩm sinh chú ơi. Rồi trong khi đó là rồi chồng cô có lo cho con nhỏ không? Năm ngoài gì đó. Rồi tôi với ổng mới là có cái sự không có được là thuận thảo. Cơm không lành, canh không ngon, rồi ổng bỏ luôn. Vậy là... Bỏ luôn rồi tôi cũng tự lo cho con. Vậy là cái cách mà sanh ra thì ổng biết, mà nhưng mà sau này rồi ổng đổi chứng là ổng bỏ, ổng đánh đập cô hả? Dạ. Trời ơi, cái sự việc như thế nào cô kể rõ cho mấy anh em con được biết rồi cô, con thấy cô... Rồi ổng đánh đập tôi quá rồi tôi không ở được thì tôi thôi, tôi đi. Trời ơi, vậy hả cô? Con thấy là em đây là thường á cô, ổng đánh đập cô là như thế nào, ổng giở chứng như thế nào, cô có thể chia sẻ cho gõ cho mấy anh em con tôi được biết không? Tôi nói với chú á, là đàn ông người ta nhậu á thì người ta mới quánh vợ. Dạ. Còn này không nhậu mà ổng quánh tôi là vấn đề là ổng nói bậy. Ông... Có khi nào mà chắc có lẽ là ổng nuôi, ổng gặp con như vậy đó. Ổng có khi nào ổng nuôi không nổi, ổng có nói. Mấy cô phụ nữ ở ngoài xã thấy hoàn cảnh tôi khổ quá đi. Rồi mấy cổ mới nói thôi bây giờ tôi tính với bà, bây giờ bà khổ quá. Thôi bà đem con bà đi xuống Long Xuyên á, bà đưa nó vô nhà dưỡng lão đi. Cho người ta nuôi rồi bà đi mần tiếp ổng. Thì tôi có nói cô ơi, cô thì cô thương tôi, cô giúp như vậy. Nhưng mà tôi con á thì tôi không có bỏ được là vì con tôi nó bệnh. Rồi nấm ruột của tôi nữa, tôi không có bỏ con được, thì nghèo. Nghèo bao nhiêu thì nghèo, ăn cháo, ăn cơm gì, tôi ăn gì con ăn ấy chứ không bỏ con được. Rồi tôi mới, ổng mới về, tôi mới nói với ổng là ở ngoài xã người ta nói như vậy đó, rồi ông sao. Cái theo cái lời ổng nói thì tôi thấy là ổng không có thương. Ổng nói ai biết thì tôi đi mần cho người ta ngoài chợ. Một ngày người ta cho tôi 70 ngàn thì cho em ăn cơm xong rồi là cỡ 10 giờ. Là tôi đi ngoài tôi mặc rồi tới chiều. Vậy là cô đi trước khi cô đi làm cho người ta. Dạ, thì rồi cô bỏ em ở nhà. Cỡ hai tiếng đồng hồ mình đi về thăm con cái. Đặng mình coi nó có ỉa đái hay không với cho con uống nước. Là không rồi, biết gì luôn hả cô? Là, nó không biết hết trơn đúng rồi. Dạ, cô ơi, hỏi về cái câu chuyện mà ổng nói là cô muốn làm sao làm tính đưa con đi vô vậy đó con cô đó. Rồi sự như thế nào nữa cô? Rồi tôi không chịu chú ơi. Rồi ổng nói sao rồi xong rồi. Rồi ổng không nói cho ổng nói vậy thôi à. Rồi cái đó là cũng như là tôi thử ổng coi ổng có thương con hay không. Nhưng mà như ổng thương con thì ổng nói ừ thôi đi bà ơi, kệ con mình nó bệnh hoạn rồi thôi mình nuôi nó đi đừng gửi nữa kia ha. Này ổng không nói. Rồi ổng nói vậy đó rồi tôi thì con tôi bỏ không được. Trời chú đó. Thấy nè. Nhiều người con như vậy nè ha. Mà chồng đánh là vợ bỏ luôn đó. Còn tôi đâu bỏ con được. Quánh cô nhiều lần không cô? Quánh nhiều lần lắm chứ. Quánh như thế nào cô kể cho con nghe không cô? Ông quánh tôi rồi tôi chạy lên sớm rồi tôi cũng la làng lên rồi nó ngay. Người ta cũng tiếp. Chứ không phải không tiếp, la lên thì ai cũng chạy cho tiếp hết trơn á. Rồi tôi thấy vậy rồi thôi. Mình lớn tuổi rồi mà bây giờ chồng quánh rồi mình chạy hoài như vậy thấy mắc cỡ quá. Cô vậy là mỗi lần là ổng về ổng nhìn cái đứa con là ổng quạo lên hả cô? Ổng không có nhìn con, ổng không ẩm, tôi nói chú là không ẩm, không bồng, không gì hết. Đó, chỉ ổng kiếm chuyện với tôi thôi. Có nhiều khi tới mùa lúa rồi nè, ổng nói tôi sao không đi đồng bót lúa, kiếm lúa ăn này kia. Tôi nói chàng ơi, son giá, ví dụ có nội, có ngoại, mình gỡ con mình đi bót tái được. Còn không có nội, không có ngoại rồi gỡ ai bây giờ. Thôi bây giờ ông giữ đi, tôi đi bót. Mà tôi nói chú là đàn ông mà giữ con sao được. Phải không? Thì ông chú ông gắt dùng tay dùng chân với cô rất là nhiều lần. Nhiều lần lắm chú ơi. Mà ở xã đây ai cũng biết chứ hả cô ha. Nói chung là ở xã đây ấp xã đều biết hết trơn luôn. Dạ. Cô vậy là ổng khi mà con mà sanh ra như vậy mà nhưng mà ổng bằng mặt chứ không bằng lòng. Thì nghe nói mà nói cho người khác là trong khi đó là thì chồng của cô là cũng nói chung là cô theo cô suy đoán á
Là ổng không có thương con hả cô? Không thương. Chàng tôi nói chú phải thương á, thì ví dụ như mình chiều chưa sáng gì mình cũng lợi mình bồng ẵm con, mình gờ gẫm con cái, còn này không có. Không có bồng ẵm không gì chứ. Cô cho con hỏi lại thì cái cấp đầu mà cô mới sanh ra em ra đó, thì có ở sớm á, có người ta cứ có kêu là mình dứt bỏ đi không, hay là này kia bên vợ bên chồng hay là bên bên ngoại đồ có nói những cái câu gì không cô? Mong cô chia sẻ lại cho con. Bên ngoại thì không có nói. Dạ. Nhưng mà có cái bên chồng á. Bên chồng có cái bà mợ. Dạ. Hồi lúc đó tôi mang bầu đó, bà hỏi là tôi nói. Dạ. Lúc đó 7 tháng rồi. Dạ. Thì mình đi siêu âm vừa có sao nói vậy. Bà nói mà như mày bỏ đi rồi mày sanh đứa khác. Đó. Rồi tôi mới nói mợ ơi, con bỏ không có được, con sợ tội lắm. Giờ thì cái nghiệp của con thiếu nợ thì nó lên con trả cho nó, chứ giờ mợ biểu con không bỏ được. Thì lúc đó là chú biết không cô? Không, ông cái chuyện này là ông không biết rồi chú ơi, nhưng mà tại vì dòng họ của ổng. Dòng họ ổng kêu tôi vậy đó, rồi tôi cũng buồn, tôi để bụng thôi chứ tôi cũng không nói. Cái cấp mà siêu âm là bác sĩ đã chẩn đoán là biết trước rồi đó hả cô? Biết. Rồi trong khi mà sanh ra là đứa con của mình nó không có được nguyên dạng, đó là chú cũng biết hay sao? Biết rồi, cái cảm giác cô của chú chắc con có lẽ là con suy nghĩ chắc không có được vui đâu á cô. Ổng không có vui, tại vì cũng như nói chú cô chùi nước miếng cho em cái cô. Cũng như mà mình sanh ra đứa con không không có được đàng hoàng, cái ổng cũng mặc cảm. Cháu ổng nó đi ngang gặp tôi nó không dòm. Chị không dòm luôn. Không có cho có gian luôn hả cô? Không. Bữa nay cô gặp mấy anh em con thì cũng đủ duyên, thì mấy anh em con trò chuyện một chút xíu xong cái về nhà luôn hết. Thanh Trúc xin chào cả nhà. Thì Thanh Trúc bữa nay đi ngang cái đoạn đường thì thấy một người phụ nữ đang bồng con. Thì nghe cô chú ở sớm nói người phụ nữ này là có chồng mang thai á, thì có bầu không biết sao, sanh ra một đứa con thì ông chồng thấy đứa con này bị bệnh tật á, thì ông chồng này xua đuổi và nhiều lần không cho ở trong nhà và nhiều lần đánh đập nữa. Biết vợ mình có con sanh con ra bị tật nguyền nữa, thì người chồng dứt bỏ không nuôi và nhiều lần đánh đập người vợ. Thì sự việc như thế nào Thanh Trúc mời quý ông bà cô chú theo dõi ạ. Dạ. Nhà bỏ á, bên sông á là bỏ xéo bên đó, bà có chồng. Dạ. Có đứa con gái mà con gái giờ ở với thằng chồng rồi. Dạ. Còn thằng này sanh ra là lúc mà tới gần tháng nôi nôi á mà mới biết nó bị bẩm sinh. Cái ông chồng cũng bê tha gì đó rồi không có lo tới. Rồi bà mới ở mới cắt cái nhà ở bên sông. Không nuôi luôn. Hồi nãy cái cô đó cuộc gọi á là nhiều lần á quánh cô và không nuôi luôn. Cô cởi đó cũng xác luôn. Dạ. Tức là chị nhà cô chồng của chị ở bên đó. Dạ. Tại chị qua lại chị chơi hoài. Dạ. Là chị biết là nó thằng đó là một tuổi với thằng trai của chị luôn đó. Hồi nãy mấy anh em đi gặp cô mà để đón xe đi chị bệnh cho mấy cho em đó đó. Ừ. Là cô nói là cô sống có một mình. Từ hồi sanh cái đứa bé ra đó là ổng cứ lộn. Dạ. Bỏ luôn, không có nuôi luôn. Bỏ luôn tới giờ đó, rồi cái bắt đầu mới đuổi bà không cho bà ổng chứ cửa. Trời ơi, trời. Cũng cắt cái nhà bên ổng, cũng cắt cái nhà nhỏ chăng chứ. Dạ, y gan. Dạ. Vậy đó, rồi tới sau lại đó là cũng đuổi ổng không cho ở. Ở mới về bên đó, là nhà của chị ruột. Dạ. Chị ruột á là chết rồi. Dạ. Bà ở đó với cháu. Em nghe cô nói là từ hồi sanh ra đó. Đứa bé đó cấp chưa có sanh đứa bé và bệnh tật á thì bình thường thường không có gì. Bắt đầu ổng kiếm chuyện, ổng biết mà con bị bệnh như vậy đó là dứt bỏ luôn hả cô chị? Trời ơi trời. Bỏ luôn tại vì nhà cô chồng con ở gần bên đó. Rồi đi qua chơi hoài. Dưới em nghe là cô đó nói là trong khi đó đó biết con như vậy đó, có nhiều người nó đưa vô cái chỗ mà người trẻ khuyết tật á, rồi là cô không chịu mà ổng thì chịu. Tiền ô chàng như là cái con bây giờ nhờ cái đồng tiền của chồng sớm giờ cũng chấp nhận. Dạ. Nó nuôi nữa rồi bả đi. Dạ. Bả đi bả ở lau chùi quét dọn ở chợ. Dạ. Nè. Dạ. Rồi chứ bả nuôi heo
nuôi heo mà cực khổ dữ lắm trời ơi. Là xác định là chị biết là cái người cô đó là bị chồng bỏ nhiều lần quánh đó cô, nhiều chị. Trời ơi trời, mà năn nỉ bà dữ lắm mà bà đâu chịu đâu, quánh. Hồi đó là bà tới lỡ thờ ba mấy gần bốn dạ, mươi như mấy còn con gái ha. Con gái mà ưng ổng, cô đó cũng nói nha, ưng ông này là có vợ, vợ ông chết rồi mình tưởng đâu ở im ấm mà ăn được rồi. Mà sau này cái sanh cái đứa bé này ra cái biết rồi là dứt bỏ luôn trời, biết con mình có tật. Mà hôm mà ai tôi có gạo hỏi gì, tôi hỏi gì năm bà lấy gạo không, con cho gì, bà nói lấy con mà gì chở không có được, con đem tới cho gì rồi chị cũng đem. Dạ rồi em nào, em cảm ơn chị ha, đã chia sẻ một cái hoàn cảnh của cái cô này. À em cảm ơn bà, dì năm đắng dạ. Dạ vậy là xác định là chính xác ha. Dạ, dạ em cảm ơn chị nha. Ừ, giúp đỡ bà nhiều nhiều đi, tại dạ. Để cho bà có cái đồng tiền nữa, sau dạ. Bạn lớn tuổi nữa dạ. Thì có cơ hội giúp bà được thì giúp dạ, dạ. Đó, đặng bà giữ cái đồng tiền lại chừng nữa sau thì bà cũng dưỡng già đi. Dạ rồi em cảm ơn chị nha. Anh Thanh Trúc xin chào cả nhà. Thì Thanh Trúc đi ngang cái đoạn đường thì thấy một cái người phụ nữ bồng một cái đứa nhỏ, thì sự việc như thế nào thì Thanh Trúc lại hỏi gõ nha cả nhà. Cô, con chào cô. Cái này là đứa bé này là sao cô? Con chú ơi. Con cô hả? Con thấy là em ở đây là không có kêu bằng mà ta được bình thường là em bệnh hả cô? Bệnh chú ơi, bệnh. Mà sao cô ngồi ở đây? Ngồi đây đón xe chú ơi. Dạ. Ngồi đây cô đón xe hả? Rồi dạ. Chồng con cô đâu? Chồng tôi thôi rồi chú ơi, cũng quánh đập quá thôi rồi. Tiền ơi. Trời ơi. Giờ để mấy anh em con ngồi trò chuyện với cô một tí nha. Dạ. Rồi mấy anh em con đưa cô về ha. Dạ, chú cho dạ. Có gian về những khúc đường. Dạ, để mấy anh em con ngồi trò chuyện chút xíu rồi mấy anh em con đưa cô về. Dạ. Cho con gắn cái này cho cô. Cái này là cái này là sao cô? Con của cô hay là cháu? Con hả? Trời dạ. Ơi, là em nó bao nhiêu tuổi rồi cô? Nó 20 tuổi rồi chú ơi. Chàng ơi, 20 hả cô? Dạ. 20 chàng tuổi. 20 tuổi mà có chút ét anh trời. Không có biết gì trơn. Rồi chồng cô đâu? Tôi ông xã tôi thì thôi nhau rồi chú ơi. Dạ, trời ơi. Sao mà thôi cô có thể chia sẻ cái hoàn cảnh cho con và mọi người được biết rõ hơn không cô? Thì tôi nói với chú vợ dạ. Chồng sống mà con cái nó bệnh hoạn mình mần tiếp ổng dạ. Không được rồi ổng cũng bức rất khó khăn rồi thành ra ổng đánh đập tôi rồi tôi cũng gán chịu mà tôi cuối cùng chịu hết nổi rồi thôi. Là ổng quánh cô hả? Dạ. Cô cho con hỏi nè, thì trong khi mà sanh cái bé này ra nè, là bẩm sinh hay là mới bệnh đây cô? Bẩm sinh chú ơi. Rồi trong khi đó là rồi chồng cô có lo cho con nhỏ không? Ổng là... cũng gì đó. Ừ. Rồi tôi với ổng mới là có cái sự không có được là thuận thảo. Cơm không lành, canh không ngon rồi ổng bỏ luôn. Chỉ là bỏ luôn rồi tôi cũng tự lo cho con. Chỉ là cái cách mà sanh ra thì ổng biết mà nhưng mà sau này rồi ổng đổi chứng là ổng bỏ, ổng đánh đập cô hả? Dạ. Trời ơi. Cái sự việc như thế nào cô kể rõ cho mấy anh em con được biết cơ cô, con thấy cô rồi ổng đánh đập tôi quá rồi tôi không ở được thì tôi thôi tôi đi. Trời ơi vậy hả cô, con thấy là em đây là thường á cô, ổng đánh đập cô là như thế nào, ổng giở chứng như thế nào, cô có thể chia sẻ cho rõ cho mấy anh em con tôi được nói biết với không? Chú á, đàn ông người ta nhậu á thì người ta mới quánh vợ. Yeah. Còn này không nhậu mà ông quánh tôi lại vấn đề là ông nói bậy, ông ghen. Ông ghen. Ghen ư? Ông ghen. Với lại là ổng nè, có khi nào mà chắc có lẽ là ổng nuôi, ổng gặp con như vậy đó. Ổng có khi nào ổng nuôi không nổi, ổng có nói cô không? Ổng không có nói nhưng mà ổng bực hả cô? Mấy cô phụ nữ ở ngoài xã thấy hoàn cảnh tôi khổ quá đi. Yeah. Rồi mấy cổ mới nói thôi bây giờ tôi tính với bà, bây giờ bà khổ quá. Thôi bà đem con bà đi xuống Long Xuyên á, bà đưa nó vô nhà dưỡng lão đi. Yeah. Cho người ta nuôi rồi bà đi mần tiếp ổng. Yeah. Thì tôi có nói cô ơi, cô thì cô thương tôi, cô giúp như vậy. Nhưng mà tôi con á, thì tôi không có bỏ được là vì con tôi nó bệnh. Yeah. Rồi nấm ruột của tôi nữa, tôi không có bỏ con được, thì nghèo. Yeah.
nghèo bấy nhiêu thì nghèo, ăn cháo ăn cơm gì tôi ăn gì con ăn nấy chứ không bỏ con được. Rồi tôi mới ông mới về, tôi mới nói với ông là ở ngoài xã người ta nói như vậy đó, rồi ông sao cái theo cái lời ông nói thì tôi thấy là ông không có thương. Ông nói ai biết đâu bà làm gì đó bà làm. Chàng ơi, là... cho con hỏi thăm nè. Rồi mẹ con rồi từ lúc mà chú đi đó, rồi mẹ con sống sao cô? Thì tôi thôi ổng ra thì tôi đi mần cho người ta ngoài chợ. Một ngày người ta cho tôi 70 ngàn thì cho em ăn cơm xong rồi là cỡ 10 giờ là tôi đi ngoài tôi mần rồi tới chiều. Thì là cô đi trước khi cô đi làm cho người ta. Dạ, thì rồi cô bỏ em ở nhà. Cỡ 2 tiếng đồng hồ mình đi về thăm con cái. Đặng mình coi nó có ỉa đá hay không với cho con uống nước. Là không rồi, biết gì luôn hả cô? Nó không biết hết trơn chú ơi. Dạ cô ơi, hỏi về cái câu chuyện mà ổng nói là cô muốn làm sao làm, tính đưa con đi vô gì đó con cô đó. Rồi sự như thế nào nữa cô? Rồi tôi không chịu chú ơi. Rồi ổng nói sao cô? Rồi xong rồi. Rồi ổng không nói cho ổng nói vậy thôi à. Rồi cái đó là cũng như là tôi thử ổng coi ổng có thương con hay không. Nhưng mà như ổng thương con thì ổng nói ừ thôi đi bà ơi, kệ con mình đó, bệnh hoạn rồi thôi mình nuôi nó đi đừng gửi nó kia ha. Này ổng không nói. Rồi ổng nói vậy đó, rồi tôi thì con tôi bỏ không được. Chú là... thấy nè, nhiều người con như vậy nè ha. Mà chồng đánh là vợ bỏ luôn đó. Còn tôi đâu bỏ con được. Quánh cô nhiều lần không cô? Quánh nhiều lần lắm. Quánh như thế nào cô kể cho con nghe không cô? Ổng quánh tôi rồi tôi chạy lên sớm rồi tôi cũng la làng lên rồi nó ảo ngay. Người ta cũng tiếp. Chứ không phải không tiếp, la lên thì ai cũng chạy ra tiếp chứ. Rồi tôi thấy vậy rồi thôi. Mình lớn tuổi rồi mà bây giờ chồng quánh là mình chạy hoài như vậy thấy mắc cỡ quá. Cô vậy là mỗi lần là ổng về ổng nhìn cái đứa con là ổng quạo lên hả cô? Ổng không có nhìn con, ổng không ẩm, tôi nói chú là không ẩm, không bồng, không gì hết. Đó, chỉ ổng kiếm chuyện với tôi thôi. Có nhiều khi tới mùa lúa rồi nè, ổng nói tôi sao không đi đồng mót lúa, kiếm lúa ăn này kia. Tôi nói chàng ơi, son giá thí dụ có nội có ngoại mình gỡ con mình đi mót tái được, còn không có nội không có ngoại rồi gỡ ai bây giờ. Thôi bây giờ ông giữ đi, tôi đi mót. Mà tôi nói chú là đàn ông mà giữ con sao được, phải không? Thì ổng thì ông chú ông gắt dùng tay dùng chân với cô gắt là nhiều lần. Nhiều lần lắm chú ơi. Mà ở xã sớm, đây ai cũng biết chứ hả cô ha. Nói chung là ở xã đây ấp xã đều biết hết trơn luôn. Dạ. Cô vậy là ổng khi mà con mà sanh ra như vậy mà nhưng mà ổng bằng mặt chứ không bằng lòng. Thì nghe nói mà nói cho người khác là trong khi đó là thì chồng của cô là cũng nói chung là cô theo cô suy đoán á là ổng không có thương con hả cô? Không thương. Chàng tôi nói chú phải thương á thì ví dụ như mình chiều chưa sáng gì mình cũng lợi mình bồng ẩm con mình gờ ẩm con cái còn này không có. Không có bồng ẩm không gì chứ. Cô cho con hỏi lại thì cái cách đầu mà cô mới sanh ra em ra đó thì có ở sớm á có người ta cứ có kêu là mình dứt bỏ đi không hay là này kia bên vợ bên chồng hay là bên ngoại đồ có nói những cái câu gì không cô, mong cô chia sẻ lại cho con. Bên ngoại thì không có nói. Nhưng mà có cái bên chồng á. Bên chồng nào, có cái bà mợ. Hồi lúc đó tôi mang bầu đó bà hỏi là tôi nói. Lúc đó 7 tháng rồi. Thì mình đi siêu âm vừa có sao nói vậy. Bà nói mà như mày bỏ đi rồi mày sanh đứa khác. Đó. Rồi tôi mới nói mợ ơi, con bỏ không có được, con sợ tội lắm. Giờ thì cái nghiệp của con thiếu nợ thì nó lên con trả cho nó chứ giờ mợ biểu con không bỏ được. Thì lúc đó là chú biết không cô? Không, ông cái chuyện này là ông không biết rồi chú ơi, nhưng mà tại vì dòng họ của ổng. Dòng họ ổng kêu tôi vậy đó rồi tôi cũng buồn tôi để bụng thôi chứ tôi cũng không nói. Cái cấp mà siêu âm là bác sĩ đã chẩn đoán là biết trước rồi đó hả cô? Biết. Rồi trong khi mà sanh ra là đứa con của mình nó không có được nguyên vẹn đó là chú cũng biết hay sao? Biết rồi cái cảm giác cô của chú chắc biết. Con có lẽ là con suy nghĩ chắc không có được vui đâu á cô. Ông không có vui tại vì cũng như nói chú cô chùi nước miếng cho em cái cô. Cũng như mà mình sanh ra đứa con không không có được đàng hoàng cái ổng cũng mặc cảm với người ta. Ai
50 tuổi mà có chút xíu là cái gì. Tôi nói với chú nè, có nhiều khi nghe tôi bồng con tôi lông xiên phải không? Dạ. Bồng đi lông xiên á mà đậu nó lá bồng con vải cái bị đi từ dơ từ dơ ngoài đường. Mà cháu ổng nó đi ngang gặp tôi nó không dòm. Chị không dòm luôn. Không có cho có gian luôn hả cô? Không. Bữa nay cô gặp mấy anh em con thì cũng đủ duyên, thì mấy anh em con trò chuyện một chút xíu xong cái về nhà luôn hả cô, cho biết nhà luôn nha. Cô chú cho tôi có gian vậy chú. Dạ cô, như vậy đó là chồng cô nói tóm gọn cái sự việc từ hồi cô á, lần nào mà nặng nhất không cô? Ông quánh thì nữa. Có khi nào ông có kêu cô bỏ nhà con này luôn không? Không, ông không có kêu. Mà nhưng mà trong thích thì ông không thích hả cô? Thích là ông không thích, nhưng mà kêu là ông không kêu. Con thấy là tôi bỏ con không được chú ơi. Là bị từ khi mà sanh cấp chưa sanh con thằng nhóc này ra thì hai vợ chồng thì rất là hòa thuận luôn hả cô? Thuận lắm. Rồi trong khi mà sanh ra rồi á thì không có tình, còn không có còn tình cảm nữa. Dạ. Mà tới sanh ra là mấy năm cô là không có bồng rửa mặt gì cho con đâu. Mười mấy năm không bồng ấm gì hết. Không bồng. Tức là ổng ơi, chú không nói ra. Không. Không nói ra. Không nói mà không bầm, không bồng, không gì hết. Không có nhìn luôn hả con? Không nhìn luôn, còn tiền nuôi con tôi tự mần tự nuôi, ổng cũng không cho luôn. Chàng ơi. Tự mần tự nuôi. Có khi nào mà ổng về á cô, ổng bữa đó ổng quạo á, ổng nói tối ngày lo bực bội quá không chữ lớn tiếng má mẹ gì không cô? Ổng không có nói vậy mà ổng nói tôi tối ngày cứ lo cho nhỏ không à. Vậy chứ sao vậy? Thì tôi nói bây giờ con bệnh thì tôi phải lo cho con thôi, dạ, chứ sao giờ. Đúng rồi. Sao chú nói gì vậy? Bởi vì ổng nói vậy. Này là con của ổng, con ruột của ổng hả cô? Thì tôi nói con bệnh thì tôi lo cho con chứ lo cho ai nữa bây giờ. Chàng ơi, chàng cái gì ơi, con thấy là cô á, thấy là vất vả luôn á. Khổ thì có rồi. Một người chồng mà không thương thì cũng đã đành. Nhiều lần nặng tiếng với cô. Cô cho con hỏi. Cô ở xóm rồi có ai giúp đỡ gì được cho cô không? Có. Ở xóm tôi thì lâu lâu thì xóm trong cũng cho được 5kg gạo. Ừ. Rồi xóm ngoài cũng cho 5kg gạo. Dạ. Cũng ăn cũng được. Dạ. Cũng không có đói. Dạ. Nhưng cô mà ơi, có cái là mình phải để con ở nhà đi mần kiếm tiền đặng mua cá mua thuốc rồi cho con. Cô làm cái công việc gì mỗi ngày để nuôi cho bé hả cô? Đi ra chợ thì nấu cơm, ừ, lau nhà, ừ, cho người ta. Và trong khi giúp việc nhà. Đi mình thôi, còn em để. Đi thì để nó nhà đóng cửa lại. Chuyện ơi. Rồi đi mần cỡ 2 tiếng cái đi về. Về cho con uống nước rồi coi con có đáy dễ gì không đặng mình thay cho nó. Vừa đi ra mần. Con thấy gặp em con sót quá cô. Chú coi nè, ấm nhôm ấm nhách nè. Dạ. 20 tuổi hả cô? 20 tuổi rồi. 20 tuổi mà có chút xéo mà trong khi đó ba không thương mà ba dứt bỏ nó trời. Rồi vòng vòng ở xóm này kia đồ á. Tôi nói chú, mình tôi sống ở đây cũng nhờ ở xóm giềng. Dạ. Ta cho gạo ăn. Chứ mận chứ hài cũng đâu có đi đâu được. Đâu đi đâu được xa mà tôi nói chú đi đâu thì cũng không có đi đâu mà được 3 tiếng. Yeah. Đi 2 tiếng là phải chạy về thăm con. Thì bây giờ ở xóm gì người ta giúp cho gạo mình ăn thì được rồi, mình chỉ đi mần kiếm tiền. Rồi mỗi lần mà cô mà đi chở em đi khám bệnh chích thuốc đó là bắt đón xe đã ôm đi hả cô? Dạ, yeah, đón xe ông đã ôm đi. Rồi đi khám xa không cô? Ở trên huyện đó chú ơi. Huyện hả? Dạ. Rồi đi như vậy rồi là mình đi vô đó có tốn tiền gì không cô hay là sao cô? Nó thì đi lên chẩn khám thì bác sĩ người ta cũng cho thuốc uống không? Chị ơi, ở đây con thấy là một cái cô với anh em con đi ngang đường mà thấy cô đội nón bảo hiểm nè, mà chở em đi khám bệnh đó thì thấy rất là xót luôn. Thì cô, thì trong khi á cô có suy nghĩ đó là tại sao mà mình như vậy mà để một đứa con lo như vậy, có khi nào cô muốn là suy nghĩ á, muốn đem vô trong cái chỗ mà để cái dưỡng mà để kêu bằng trẻ em quyết tật đó cô, có không cô? Không chú ơi, tôi bỏ dạ. Con không được. Dạ. Tôi không có nghĩ cái chỗ đó. Dạ. Tôi nghĩ là tôi giá chờ Phật ông bà cho tôi mạnh khỏe, tôi mần tôi nuôi con đi. Dạ. Rồi tới đâu thì mình tính tới đó. Dạ.
Thì như cô nói là tại cái số của cô kêu bằng cái lực nhân quả, thì mình thiếu nợ thì cháu nó lên đòi nợ. Mà tôi cũng còn lo cái này nè chú ơi. Dạ sao cô? Mình thì lớn tuổi rồi, con mình nó còn nhỏ quá rồi, không biết mình đi trước hay nó đi trước nữa. Ví dụ như mình đi trước cái nó không ai nuôi. Thiền ô trời cô ơi. Tôi nhớ vậy mà tôi không dẹp con. Đã chồng không thương rồi mà còn nhiều lần quánh nữa cô. Tôi nói chú, tại cảnh của mình á, tại mình thiếu nợ người ta, mình sống với người ta nhiều vậy đó, mình hết chiên hết nợ mình đi. Bây giờ lỡ mà mình không có phước, mình tranh cho được đứa con nó bệnh tật như vậy thì mình cũng chán nuôi. Chứ biết làm sao bây giờ. Mà tôi nói mà tôi mà có mà đi trước nó rồi, nó không biết làm sao. Bà cô ở dòng ở xóm đồ đó cô có anh em gì không cô? Tôi anh em tôi chết hết trơn chú ơi, cha mẹ chết trơn rồi, giờ tôi còn mình anh tôi sống ở đó là sống như dân không đó. Có dòng họ hết chứ. Cô là kêu bằng mà sống một mình đó. Sống một mình đó. Sống là nhờ xóm giềng thương cho gạo ăn đó, chứ còn không có anh em chẳng chết hết trơn rồi. Cha mẹ cũng mất. Cô. Dù anh chị cũng mất. Chị mới mất có nửa năm mà tới ông anh không mất nữa rồi, rồi có ba chị em đi hết hai người rồi. Rồi còn mình nên chị hả chị? Là cô mình nên cô còn cô mình nên cô. Còn mình nên với thằng này. Vậy mà cô cái nỗi lo nhất là cô suy nghĩ một mà mai cô ngủ rồi cô mất rồi đứa nhỏ này không ai nuôi hả cô? Biết là sao nữa, tôi chết rồi không biết ai nuôi nữa. Phải còn ba nó thì cũng được hả cô? Mà tôi nói cháu với con vậy nè. Phải mà nó lành mạnh gì đâu. Yeah. Lắm lúc nó còn bị giật nó đó. Yeah. Nó giật nó đó rồi, ví dụ như ban đêm ban hôm á, mình ngủ á, lạnh lẽo mình đắp cho con. Ví dụ mình đưa vô nhà dưỡng lão rồi, ai người ta đâu có biết nuôi con đâu à. Ví dụ người ta cho ăn thì ta giờ cho ăn, tới giờ uống nước cho uống nước rồi người ta đi chứ ai đó ở đó với con mình nó giật rồi đâu có tiếp nó được đâu. Cô sợ cô nữa cô mắc trước em hả cô? Thì tôi lớn tuổi đó chú, tôi sợ tôi mắc trước nó. Trời ơi, con thấy là cô xúc động với lại là em ở đây 20 tuổi mà nhìn là từ hồi sanh ra là không biết gì luôn. Bây giờ tôi nói với chú á, tôi dán tôi đi mặn. Dạ. Một tháng như vậy đó tôi mua một cái bảo hiểm xã hội, tôi một cái nó một cái. Đặng mà khi nữa tôi có chết đó, nhà nước người ta lấy cái số tiền đó người ta cho đặng mình ở sớm người ta mới có chôn cất mình được. Dạ. Chứ còn mà mình không lo rồi mình mần ngày nào mình ăn hết ngày nấy nữa mình chết đâu có ai chôn mình đâu. Là cô là không có bảo hiểm luôn hả cô? Tôi có bảo hiểm, mua bảo hiểm y tế mà mua nửa năm à. Năm mua không nổi chú ơi. Rồi bây giờ là cô có hộ nghèo không? Không có. Chị... Không có số hộ nghèo luôn. Chị. Không có tại rồi vì... cháu nó có bảo hiểm không cô? Nó có bảo hiểm. Bảo hiểm nó cũng mua đó, ai đâu cho. Mua 250 một năm. Rồi, hiện tại là mình còn thời hạn không cô? Mới mua hồi hôm Tết đó chú ơi. Dạ, hôm Tết nè. Thằng này thì nó năm, còn tôi mua thì nửa năm. Bây giờ là một cái bảo hiểm đó là bao nhiêu cô? Bảo hiểm tới 800 mấy ngàn. Là một năm ha? Một năm, còn tôi bảo hiểm tôi mua nửa năm. Ồ, đó trời. Là 400 con tưởng đâu là cô có cái hộ nghèo á. Có. Mà mình không có á cô. Tôi nói với chú á, tại vì tôi khổ quá rồi tôi thôi vậy chứ. Ông lại kiếm chuyện với cô như thế nào cô? Lại chứ cửa nhà ông chữ, ông nói ông gặp tôi ông quýnh, mà tôi ở trong nhà không tôi có dám ra đâu, ở cái nhà bà chị tôi kế bên đó, đóng cửa là ở trong nhà không. Cái sự việc đó cô, ở đây là cô nói cho nó chính xác nha, tại vì mấy anh em con đưa lên đó, thì cái nào mình đưa đúng sự thật đi, để đưa chịch rồi mới công tội nghiệp chú. Bởi vậy tôi không có dám nói cái gì mà xúc phạm ông trơn á. Thì cái nào cô, cái nào cô nói có thì cô nói có, như vậy luôn đó cô. Là canh cô là đi ra nhà là kiếm ông nói tôi đi ra đường là ông gặp ông quýnh đó. Bởi tôi ở trong nhà bà chị tôi đóng cửa không tôi đâu có dám đi ra. Sao cái đó mình không có báo bên cơ quan cô? Hồi đó tôi cũng có trình với ban ấp rồi. Ban ấp đó ông đừng quýnh bà nữa. Để cho bà ở đang bà nuôi thằng nhỏ. Rồi ban ấp nói thì nói rồi ông kiếm chuyện thì ông kiếm chuyện. Nhưng mà cuối cùng á ổng làm dữ rồi tôi không có về, rồi sau này ổng cũng chú nước nhỏ, ổng cũng năn nỉ tôi về. Rồi tôi không có chịu về. Không về ổng mới ra làng đó, ra làng ổng mới là
kêu công an với ban ấp kêu tôi về đó, làm tờ giấy cam kết cho tôi, cho tôi về đó. Rồi ổng quánh tôi nữa thì tôi ra tôi trình, tôi nói giờ ổng quánh tôi nữa đó thôi. Rồi làm cái là nhiều lần lắm hả cô? Nhiều lần lắm. Tôi với ổng tôi nói chú là ở mà thằng con tôi thằng này nó 20 tuổi rồi nè. Dạ. Còn nhỏ con gái tôi là nó 24 tuổi rồi. Con đứa con gái nữa cô? Có đứa con gái mà bây giờ nó có chồng ở ngoài Bắc 3 năm rồi, nó không có gì thăm tôi. Ôi nó nghèo quá, nó đâu có gì thăm. Là cô có hai mặt con? Có hai đứa con với ổng đó. Cô cho con hỏi nè, như vậy ban đêm cô nằm cô suy nghĩ, cô thấy cô tuổi không cô? Tuổi lắm chú ơi. Tuổi là tuổi, cái vấn đề mình sợ mình chết trước rồi bỏ đẹp con lỡ mới nuôi cô. Chú tuổi thiệt chú, bây giờ tôi già chết chừng nào cũng được chứ. Mà có cái con nè. Con rồi mình chết trước nó rồi mình bỏ nó không ai nuôi. Có khi nào cô nghĩ quẳng không cô? Cô ở đây là cô suy nghĩ là tại mình số phận của mình vậy, bây giờ mình gán mà nuôi. Rồi có chồng thì nhiều lần chồng ngược đãi, chồng quánh. Rồi bây giờ là suy nghĩ là cô mà nhắm mắt rồi thì con thấy rồi. Em thì chắc có lẽ là chắc tôi đi rồi nó cũng đi luôn chú ơi. Yeah. Nỗi đói khát dưới đây thì lỡ địch lỡ thù chứ cũng chết á. Vậy là em ở đây là một ngày cô thai này kia đồ là mấy lần cô? Ngày 4-5 lần. Rồi 4-5 lần. Quý vị ơi, thì một người phụ nữ có một người chồng, tưởng đâu là vừa nhờ cái trụ cột nhưng mà không có nhờ được, mà nhiều lần chồng chữ và quánh em, cô hả cô? Em như vậy mà dùng tay dùng chân với cô hoài trời, tội nghiệp quá. Cũng hên là chưa có quánh em nữa. Nếu mà quánh em thì con không biết suy nghĩ ổng như thế không, nào. Quánh này nó quánh đùi rồi chứ không quánh đâu. Có khi nào nặng tay mà nặng tay nặng chân với cô mà nói mà mày lo cho nó đi rồi tao không lo cho mày không cô? Có, ông nói mày nữa mày bệnh nó chị anh em mày lo cho mày. Còn tao thì anh em tao lo cho tao. Nói gì luôn chà. Mà chắc con có lẽ cô con thấy là chắc ổng phân bì á, ổng phân bì mà cô lo cho cái đứa nhỏ này nè, ổng lo cho ổng á, kiểu như cà phê hay thuốc thì men tôi chắc nói với chú bây giờ thí dụ như ổng đi mần về thì mình cũng nấu cơm, mình cũng dọn ra đàng hoàng cho ổng ăn thôi chứ làm sao bây giờ. Không lẽ mình bồng ẩm ổng. Còn con nhỏ thì mình phải săn sóc bồng bế rồi. Hồi nãy cô có nói gì cô cho con hỏi thăm một cái. Cô có nói là chú hay ghen với cô là ghen, cái ghen gì? Là ghen như thế gì nào hả cô mà để quýnh cô hoài vậy? Cái thằng em của ổng á, thằng em cô ông cậu á, sát vách nhà với ổng á. Tôi kể chú nghe cái năm mà mấy năm trước cái vụ mà heo châu Phi đó. Dọn chết hết đi. Rồi cái thằng em kế bên đó, nó thì nó nuôi nhiều, nó nuôi lần tới mười mấy con lận. Cái bắt đầu nó mới đi dọ heo. Nó dọ đặng nó mua, mà nó dọ có cái chỗ đó 5-6 con à, nó không có mua. Giờ nó mới về tôi hỏi chứ chú đi dọ có được không? Nó nói chị ơi em thì em hốt nguyên bầy, còn cái chỗ này thì nó có 6 con rồi em không có bắt. Rồi tôi mới hỏi mà chú rảnh không? Chú rảnh chú chở chị đi xuống dưới đó chị coi coi được thì chị mua. Rồi tôi mới là đi, nó mới chở đi xuống dưới. Đi dưới mua thì chừng cỡ tiếng cử rồi đem heo về rồi. Đem về cái bắt đầu em ổng kế bên đó, em gái ổng á. Ổng chiều về nó mới nói với ổng, nó nói hết sức cho bả rồi, ở nhà cái thằng đó đó nó chở bả đi mua heo. Chàng ơi. Đó. Giờ bắt đầu ổng về ổng quýnh tôi á. Chàng ơi vậy đó. Ghen hả cô? Ổng ghen. Anh em đó. Anh em cô cậu á. Chàng ơi. Đó. Rồi cái đó là ổng dựng vịn đó, ổng quýnh cô hoài. Quýnh hoài luôn. Chàng ơi, tội nghiệp quá đó nha. Có khi nào ổng nói cô là đi dưới thằng này, đi dưới thằng kia không? Tôi chú thấy cảnh vậy đâu, đi đâu. Không, mà có khi nào ổng nói gì không cô? Có cái ổng nói như vậy nè, ổng nói ổng hô là mày dắt cái thằng đó đó về trong nhà này mà ở ngày ở đêm trong nhà này. Trời ơi. Đó. Rồi tôi nói mà tôi thì ở nhà với ông ở đây chứ tôi có đi đâu mà tôi dắt... nói về nhà đây á, thì sao ông không lôi cái đầu tôi ra được, ông chặt đầu tôi, ông nói cho sớm gì người ta đi vô đi ra, ừ vợ này nó hư thối, nó lấy chai nè, tôi bắt nó tôi chặt đầu nè cho mấy ông lại đứng lại coi. Cô ơi, nhiều khi chú á, đàn ông á, ghen quá, nó ưa nó bậy. Bậy lắm chú ơi. Còn tôi nói với chú là tôi nói đại khái một chút vậy thôi, không còn nói nhiều cái tục tiểu lắm. Tôi nói thiệt với chú á, tôi đàn bà thiệt.
Nhưng mà chồng đánh đó, thì đánh tôi chạy 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ gì tôi cũng chạy gì với con à. Dạ. Mà cái đàn ông mà quánh vợ mà chửi vợ mà nói bậy rồi tôi nói với chú bất cứ cái nào tôi cũng thôi, tôi không có ở. Dạ, là. Không có ở. Con thấy cô rất là hiền. Không luôn ở. Ừ. Hiền khô à. Tôi nói với chú á, dạ. Ổng rồi đó ông cứ tôi, ổng cũng nghèo chứ có giàu dạ. Có gì đâu. Nhưng mà cái dạ. Nghèo ổng tôi đâu có chơi. Dạ. Tôi cũng vẫn sống với ổng hai đứa con vậy. Nhưng mà cái nói bậy á. Dạ. Cái ổng nói bậy á, tôi nói với chú nghe sao nè. Sao cô? Ổng cứ tôi về á, thì dạ. Cha mẹ chồng mất hết rồi. Về dạ. Chỉ có hai vợ chồng thôi. Thí dụ có bằng dâu thì tôi cũng bằng ơn ổng thôi. Dạ. Chứ không bằng dâu cho ai. Mà khi ổng nói tôi lấy em ổng vậy đó, tôi mới đi lên trên núi Sam á. Dạ. Là bà chị chồng tôi ở trển, là bà chị của ổng. Tôi mới bao xe đi lên trển, bao xe đi 100 ngàn. Tôi bỏ nãy nhà nè, tôi đi trển tôi mới mét bà chị á. Dạ. Tôi nói chị ơi, thì tôi kể câu chuyện chú cũng đi mua heo nãy giờ vậy đó. Dạ. Rồi ổng về ổng nói tôi là lấy chú ba nó vậy đó chị ơi, mà tôi nói ổng á, tôi nói tôi mượn chú ba nó chở tôi đi mua vậy đó. Chứ chị em mà ông nói vậy thì tôi nghe không có được. Rồi bây giờ ổng cũng ổng đề án tôi lấy chú ba nó hoài đó. Giờ tôi bực tức quá, giờ tôi nói ổng không nghe. Giờ tôi lên tôi nói cho chị hay vậy đó. Ổng nói tôi lấy chú ba nó vậy đó. Giờ tôi cho chị hay đó. Giờ chị tính sao đó chị tính. Thì tôi lên tôi có mét chị vậy đó. Nhưng mà chị không biết dạy ổng thì thôi chứ tôi đâu có. Chứ phải mà chị nói một câu thôi để đi chị thẳng là chị xuống chị giày chị la hay kia. Phải bà nói một câu rồi bà xuống bà nói mày á, thí dụ như vợ mày cái gì thì mày nói. Còn ví dụ như nó mượn em út chở đi mua heo vậy thì thôi. Chứ mày nói nó... Bên người ta đó thì chắc cũng không có muốn nói gì tới bên mình. Tại vì nói chung là nói sợ nói không được á. Sợ mấy ông chú đó nói không nghe á. Thì cái đó không phải là lỗi do cái cô đó. Còn thứ hai nè, con hỏi cô nè. Thì trong khi mà từ hồi mà thôi với cô vậy đó, ông có qua lại ông hỏi thăm con không, cô không? 4 năm rồi không qua. Cắt luôn hả cô? Cắt luôn. Có khi nào cô suy nghĩ ổng có người khác không? Ổng thì tôi nói chú dạ. Tôi là người vợ thứ ba. Trời ơi, ổng ba vậy. Người vợ thứ ba. Vậy mà ổng còn đi gan ngược dạ. Người vợ thứ ba đó là ổng là hai lần vợ rồi, tôi là con gái đó. Dạ. Tôi chưa có chồng. Tới 39 tuổi ông mới cưới tôi đó. Dạ. Đó. Thì bây giờ cũng như là 4 năm nay ổng thôi rồi bo giữ tiền. Ừ. Dạ, vậy là nói chung, nói tóm gọn lại. Ở đây, cô là, con hồi sớm giờ cô hỏi, cô năm nay bao nhiêu tuổi hả cô? Hôm nay tôi 62 tuổi rồi chú. 62 tuổi mà cô còn nuôi cái người con là 20 tuổi. Có ông chồng. Nói túm lại là ông chồng là từ hồi sanh, sanh cái thằng nhóc này ra nó bị bệnh như vậy là ông chồng ổng... không lo và kiếm chuyện với cô nhiều lần lắm hả cô? Dạ. Sanh ra giờ tôi nói chú là tôi tự lo cho con. Chắc theo mà con nói như gì chắc có lẽ là chắc ổng không có muốn đâu hả cô? Không có muốn cô bé nữa. Ý ổng thì ổng không muốn thì mình dạ. Mình cũng thấy đó, ổng đâu có bồng ẵm con đâu. Ổng lo hả cô? Ổng có bồng ẵm con chứ. Có khi nào bé đó nó mà nửa đêm mà nó khóc rồi ổng có chạy lụp kịp ổng kêu chơi cô không? Tôi nói với chú ha, nói thì mắt vớt nước mắt nữa. Dạ, sao cô? Ngủ nửa đêm con nó bị giật phải không? Dạ. Mình lo mình đỡ con lên nè. Dạ. Đỡ con lên, lấy nước ấm nó lạo cho con, mượn ổng. Ông đi bứt cho tôi củ xả, đặng tôi nhai nhổ cho con. Mà ổng bứt củ xả nghe, ổng cằn nhằn, ổng nói tới giật này cũng đài ổng nữa. Mà tôi hỏi chú chứ con nó giật giấc nào thì mình lo giấc nấy chứ. Mình đâu có đài ông gì, ông ngủ ngơi, ông làm gì, ông làm, mình đâu nói anh chi. Yeah. Mà nhờ ông có chút gì đó mà ông còn nói đài ông. Rồi bắt đầu ở dưới xà ông đưa củ xả lên như nè. Ông ở dưới xà ông đưa lên nhà chứ ông không lên coi con nhỏ anh sao. Mà nửa đêm nữa không? Có nghiệp cô với chàng. Một người vợ lo cho con, lo cho chồng mà chồng không thương. Mà đối xử như vậy mà còn nhiều lần quánh cô. Con không biết sao luôn cô. Cái này là con chung hả cô? Thì tôi ổng được cô... nhỏ con gái với thằng này đó. Dạ. Là cô với ổng là có hai mặt con. Dạ. Cũng con chung hả cô? Chung với ổng á. Tôi dạ. Đâu có đứa nào đâu, tôi lỡ thợ mà. Dạ, là con gái ha.
dính gặp ổng thì ổng đã đành nữa. Con thấy như vậy á cô, thì đi khám bệnh cho cháu rồi nè, chắc bệnh này chắc có hưởng lương đâu không cô? Là mỗi lần mà bệnh đó thì cô bồng em đi, dạ, chở đi khám, rồi trong khi mà gạo thóc đồ đó cô, thì có khi nào mà trong lưu của cô hết luôn không? Thì cũng có khi hết. Chèn ơi, rồi hết rồi cô làm nè, sao cô? Cho con hỏi nè, cô có muốn ước mơ gì không cô? Chú ơi, bây giờ ước mơ gì bây giờ? Bây giờ dụ như là cô bác anh chị gì có thương thì giúp mình cái gì mình nhận cái nấy thôi. Chứ bây giờ ước ao gì nữa bây giờ? Con cho con hỏi thì cô có một cái điều ước, thì cô có ước cái gì không cô? Ước cái gì cho bản thân cô và cho con cô không? Cô có thể chia sẻ cho mấy anh em được biết không? Bây giờ tôi thiệt chú, bây giờ cái cơm gạo á, thì sớm diền cho người 5 kg ăn ít bữa, người kia cho 5 kg ăn ít bữa thì nó cũng không đói rồi. Bây giờ có cái là đất á, thì ở đậu, chứ không phải được ở hoài nữa. Mà bây giờ theo tôi ước á, thì nhờ các mạnh thường quân có giúp đỡ cho tôi á, thì tôi sửa cái nhà của bà chị tôi lỡ đó. Nhà bà chị tôi cũng mới ăn nó một hệt rồi, nhưng mà bây giờ đâu có dám dỡ ra, dỡ ra rồi mình sợ mình sửa nổi. Dù để đó ở thế đó, bây giờ ví dụ như cô bác anh em mạnh thường quân có giúp đỡ thì tôi cất lại cái nhà cho nó cứng chắc đặng mà ở. Dạ cô ơi, thì con cảm ơn cô chia sẻ cái một cái video, thì nhân tiện đây thì con có gửi cho cô là một cái chúc đỉnh ha cô. Dạ. Rồi con sẽ chở cô về nhà. Là cho tôi có nhà anh rồi. Con gửi cho cô là 400 tiền này là đặc biệt là tiền cá nhân của con. Dạ. Chứ không có của ai hết ha. Thì đầu tiên là thì con cũng đi quay thôi, thì con thấy cô một cái cảnh khổ, con chức tiền của con ra cho gửi cho cô để phụ giúp cho cô cho cái em. Cái này là tiền của chú hả? Dạ, tiền cá nhân của con. Dạ, cô cũng cảm ơn chú nha. Thì bây giờ là cô, thì mấy anh em con có xe ở đây và sẽ chở cô. Rồi, chú cho có gian gì vậy đó. Đi về hả cô? Dạ. Dạ thì mấy anh em chở cô tới nhà cả nhà.
thì để mấy anh em và vô và hỏi thăm thử coi cô như thế nào nghe cả nhà. Tới nhà cô nè quý vị. Chàng ơi, nhà cô ở đây đó hả? Thì mấy anh em con đưa cô về tới nhà ha. Thì để có dịp khác mấy anh em con lại thăm nữa hả cô? Rồi, thôi tụi con xin chào.